Thưa quý vị, mẫu siêu mô tô hàng độc Ducati 1299 Panigale S Anniversario vừa có mặt tại Việt Nam. Và ekip Trong Thế Giới Xe đã có dịp trò chuyện với chủ sở hữu của mẫu xe này. Xin mời quý vị cùng kết nối với MC Liên Bỉnh Phát. Xin chào quý vị đến với chuyên mục Người Dùng Đánh Giá của chương trình Trong Thế Giới Xe. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng mẫu xe mô tô vô cùng đặc biệt đến từ nước Ý qua những đánh giá của chủ sở hữu. Thế thì, đó là mẫu xe nào? Hãy cùng với Liên Bỉnh Phát khám phá quý vị nhé. Let's go! Anh là anh Huy. Đúng rồi, đúng là Huy. Ok, thì có như hẹn trước đó, Phát đến từ chương trình Trong Thế Giới Xe, đặc biệt đó là chuyên mục này là Người Dùng Đánh Giá, thì đến đây gặp anh Huy để mà trao đổi cũng như là để chiêm ngưỡng cái chiếc này. Có lẽ là anh Huy sẽ giới thiệu với lại quý vị khán giả một chút xíu đôi nét về mình nha. Mình tên là Huy. Mình chơi xe cũng được 5 năm rồi. 5 năm rồi. Mình là một người rất đam mê xe với dòng mô tô phân khối lớn. Là một người đam mê những cái dòng xe thể thao cũng như là những cái xe phân khối lớn tại Việt Nam. Thì anh hãy cho biết là lý do gì mà anh lựa chọn chiếc này. Huy là thành viên của hội Ducati. 5 năm rồi. Bây giờ Huy muốn sở hữu chiếc xe gọi là phiên bản giới hạn hay lại đỉnh nhất. Cái đỉnh của nó. Cũng như là mình có một cái đứa con ruột của mình, cái bảo bối. Ra mắt tại triển lãm World Ducati Week 2016, Ducati 1299 Panigale S Anniversario là chiếc sport bike đánh dấu kỷ niệm 90 năm thành lập Ducati. Chỉ với 500 chiếc được sản xuất, 1299 Panigale S Anniversario là niềm khao khát của bất kỳ tín đồ mô tô phân khối lớn nào. Chiếc xe này là Huy biết từ cách đây một năm. Từ năm 2016, thì xe này là kỷ niệm 90 năm ngày thành lập hãng Ducati. Với một cái số lượng rất là giới hạn, chỉ có 500 chiếc cho toàn thế giới luôn. Có nghĩa đây là chiếc đầu tiên và cũng là duy nhất tính tới thời điểm hiện nay có mặt ở Việt Nam đúng không? Có gặp cái khó khăn gì trong cái quá trình mà mình đặt hàng mua xe này không? Thì mình đặt hàng cách đây cũng cỡ nửa năm rồi, thì xe này mới về được. Về thiết kế, Ducati 1299 Panigale S Anniversario kết hợp 3 tông màu, trắng, đen và đỏ. Xe trang bị ống xả Titanium Full System của Akrapovic. Cặp vành hợp kim nhôm Marchesini với chấu thiết kế đặc biệt. Nhờ sử dụng một số chi tiết vật liệu sợi carbon nên 1299 Panigale S Anniversario nhẹ hơn 2,5kg so với bản tiêu chuẩn. Xe sử dụng lốp Pirelli Diablo Super Corsa SP với kích thước bánh trước là 120/70 ZR17 và sau là 200/55 ZR17. Hệ thống an toàn gồm có phanh đĩa trước Brembo 2x330mm, phanh đĩa sau là 245mm, hai piston. Bản đồng hồ của siêu mô tô 1299 Panigale S Anniversario trang bị màn hình màu hiển thị đa thông tin, giúp người lái có thể cài đặt các thông số khác nhau như độ đàn hồi giảm sóc, chế độ lái thông qua các nút bấm ở hai bên tay lái. Bây giờ thì anh Huy có thể bước xuống để okay. Mà mình đi vòng vòng khám phá được không? Ok. Anh nhận xét như thế nào về thiết kế của phiên bản lần này? Thiết kế của dòng Panigale từ 1199 đến 1299 là không có khung sườn. So với lại cái phiên bản trước đó thì anh thấy là phiên bản này nó có cái điểm gì khác biệt hay là nổi trội hơn không? So với 1199 thì cái xe này nó có thiết kế khác chút, ở phần đầu nó to hơn chút xíu. Phần đầu to hơn. Với lại dung tích xi lanh nó lớn hơn. Phiên bản đặc biệt này thì nó đã có sẵn carbo Akrapovic. Bô. Nó cho kèm theo cây bô, thì cái bô này nếu như xe thường thì mình phải bỏ ra khoảng 6.000 đô để mình mua thêm. 6.000 đô một bô, trời đất ơi. Rồi hệ thống giảm sóc chỉnh điện. Ồ. Như vậy nếu mà trên cái đường trường thì mình có thể đạt được cái vận tốc tối đa là bao nhiêu? Ngoài 300 km/h. Ngoài 300 km/h. Wow. Nếu mà mình đạt được cái vận tốc đó thì cái xe mình
lúc đó nó giữ thăng bằng tốt không? Đúng rồi, nó sẽ cực kỳ ổn định bởi vì nó được cung cấp hệ thống giảm sóc bởi Olin. Này là một hãng rất nổi tiếng. Tư thế ngồi về mã lực, anh có cái sự so sánh gì? Đặc trưng của các dòng xe thì cái tư thế ngồi này, cái đoạn xe rất là ngắn, xe cực kỳ linh hoạt. Nhưng mà đối với những cái dòng sport này thì mình ngồi mình phải chồm. Tất nhiên mình phải chồm nhưng mà cái xe này nó cũng không chồm lắm. À vậy hả? So với những dòng sport khác. Từ cái bình xăng của mình nó ngắn đi nên mình điều khiển nó linh hoạt. Xe Ducati ngày xưa chạy trong phố rất là cực, không nó sẽ bị giật. Như là ngồi như ngựa vậy đó. Nhưng vậy hả? Xe đời này thì nó đã mất cái đó rồi. Nó rất là mượt hơn rất nhiều. Xe này có trang bị hệ thống quick shift, up shift và down shift luôn. Nên khi mình chạy, mình sang số, mình không cần phải lock arm ra. Vậy hả? Mình chỉ việc móc số thôi. Và hạ số cũng vậy. Cái xe này của mình thì có 3 chế độ chạy. Là rain là dùng để chạy đường mưa. Thì lúc đó cái hệ thống kiểm soát độ bám đường của nó sẽ can thiệp sâu vào hơn. Mình sử dụng chế độ như thế nào? Thì mình chuyển đổi trên cụm công tắc của mình thôi. À trên cụm này hả? Còn chế độ thứ hai là gì? Thứ hai là sport, là dùng để mình điều khiển điều kiện thời tiết bình thường khô ráo. Chế độ nữa là race. Nghe tên là hiểu rồi. Là đua hả? Đúng rồi, để dùng để chạy trong track thôi. Không nên sử dụng ở ngoài đường phố vì lúc đó là các hệ thống điện tử nó không còn can thiệp vào xe nữa. Nên chiếc xe nó sẽ chắc. Hệ thống điện tử không còn can thiệp vào xe, cụ thể nó là như thế nào? Như là các hệ thống như chống bốc đầu và kiểm soát độ bám đường, nó không còn can thiệp sâu vào xe nữa. Nó vẫn có nhưng mà chút chút thôi. Mình sẽ điều khiển chiếc xe cách hoang dại hơn. Trên tổng thể anh cảm thấy là mình thích nhất cái đặc điểm nào của cái chiếc xe này? Cái này là một thiết kế coi như là hoàn hảo rồi. Ducati 1299 Panigale S Anniversario trang bị động cơ Super Quattro L-Twin dung tích 1.285 phân khối. Động cơ này sản sinh công suất cực đại 205 mã lực tại vòng tua 10.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 144,6 Nm tại 8.750 vòng trên phút. Trang bị đi kèm là hộp số 6 cấp. Các công nghệ an toàn trên Ducati 1299 Panigale S Anniversario gồm hệ thống kiểm soát độ bám đường, kiểm soát bốc đầu Wheelie Control, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, sang số nhanh Ducati Quick Shift, hệ thống treo bán chủ động Olin và kiểm soát phanh động cơ. Phát xin được thay lời cho chương trình Trong Thế Giới Xe cảm ơn anh Huy rất là nhiều đã dành thời gian chia sẻ cái kinh nghiệm của mình để mà chơi những cái dòng xe phân khối lớn như thế này, cũng như là có những cái đánh giá chi tiết về đứa con tinh thần của anh. Thì trước khi chia tay, anh có muốn nói gì với lại quý vị khán giả không? Xin phép cảm ơn chương trình Trong Thế Giới Xe đã cho mình được chia sẻ cái niềm đam mê đối với phân khối lớn của mình đến với các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều đã dành thời gian để theo dõi chuyên mục Người Dùng Đánh Giá của chương trình Trong Thế Giới Xe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số lần sau.